Ok, trước khi vào clip anh em có thể để lại một like, một share, một subscribe, một nút chuông. Anh em có thể bấm hết tất cả những gì anh em có thể nhìn thấy. Đó chính là nút subscribe và nút chuông, là hai nút đó là quan trọng nhất. Và anh em có thể để lại một subscribe cho kênh Tech Blog Gaming của thằng em mình nha. Kênh đó làm về Liên Quân cũng rất là hay đấy. Anh em có thể xem để có thể hứng thú hơn với cả tự nhiên Liên Quân. Ok, giờ thì vào intro nào. Hello, chúng ta quay lại với nhau rồi. Và hôm nay mình tự nhiên đang đi canh giá quỷ thì bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng anh em ạ. Bởi vì mình vẫn đánh con Doflamingo và mình chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng quan trọng. Đó chính là liệu update 12 sẽ có Sting V2 hay không, hay còn gọi là Sting thức tỉnh đấy, Away đấy. Thì liệu nó có hay không? Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sâu chuối lại những cái gì mà mình đã tìm hiểu. Mình chưa nhận ra một cái. Nếu như anh em đã từng coi phim và thích nhân vật Doflamingo thì mình cũng thấy mình vô cùng thích nhân vật Doflamingo. Mình cũng là một fan của Doflamingo đấy, đừng đùa. Anh ấy ngầu lòi mà. Mà các bạn cứ cho là phản diện đấy là đứa hay thích, chán thế. Nhưng mà thực ra Doflamingo rất là ngầu. Vậy trong phim các bạn có thể thấy Doflamingo có thể uốn được các sợi tơ nha. Các sợi tơ ngoài đời thật thì không thể uốn được bởi vì nó cực kỳ mỏng. Anh em chỉ cần đụng vào phát là nó rơi tả tơi rồi. Nhưng mà trong phim anh em có thể thấy Doflamingo uốn các sợi tơ cực kỳ nhanh luôn. Đó, sắc bén luôn. Đấy. Với cả trong phim chúng ta cũng có biết đó chính là Doflamingo đã thức tỉnh giá quỷ. Đấy, anh em thấy chưa? Doflamingo đã thức tỉnh giá quỷ đấy. Ok, vậy thì sâu chuối các thứ lại, lại được thêm cái mật mã mà admin đưa. Nếu như anh em đã coi clip trước của mình, cái clip giải mã, cái mật mã bí ẩn đấy, thì sẽ biết admin đưa cho mình đó chính là bơm, có nghĩa là uốn. Uốn thì mình có thể nghĩ tới đó chính là cao su, bánh và tơ. Đó, nhưng mà nếu như là tơ thì nó sẽ khá là hợp lý. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy đây này. Mày mày đau thế, mới vào mà. Ủa, what the fuck man, tao mới vào mà mày đã đánh tao rồi. What the fuck, mày bị điên à? Mày có điên không? Đây, anh em có thể thấy đây là dạng 1 của nó nha. Dạng 1 của nó thì nó chưa thức tỉnh đâu. Mình sẽ đánh đến dạng 2 của nó này. Rồi lát lát ấy nhỉ. Có vẻ hơi lát lát anh em ạ. Đúng là hơi lát lát thật. Dạng 1 của nó thì chưa thức tỉnh. Đấy, chiêu nó vẫn bình thường nha anh em. Chiêu không có dạng thức tỉnh luôn. Oh shit. Thử dùng chiêu khác con nào. Ok. Mày bị điên à? Dùng chiêu khác đi. Rồi rồi. Tao bảo dùng chiêu khác. Ok. Con chó này. Con lợn này. Ui. Dùng chiêu khác đi. Anh em ạ, con lợn này nó không nghe lời rồi. Con đúng con lợn này. Đấy, nó thức tỉnh sang dạng 2 rồi. Chạy 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 chạy. Đấy, anh em có thể thấy đó là chiêu X của nó nha. Chiêu X của nó bây giờ có thể bắn ra bốn phía luôn, tứ phía luôn. Wow. Đấy, đây là cái chiêu V của nó nha, có thể bắn ra 3 tia luôn. Oh shit. Có thể đây là một cái mà admin đã spoil cho chúng ta. Bởi vì con Doflamingo này nó xuất hiện từ rất lâu rồi anh em. Đó, xuất hiện từ update mấy á? Update 8, 9 gì ấy. Xuất hiện từ rất lâu luôn. Đó, cho nên mình có cảm nghĩ rất là quan trọng về con này. Đấy, mình nghĩ là trong update 12 chúng ta sẽ có, đó chính là Sting thức tỉnh. Wow, nếu như Sting thức tỉnh thì sẽ có nhiều người chơi hơn. Mặc dù bây giờ Sting là một trái khá là ít người chơi nha. Đánh đau thế. Thôi thôi thôi, tao coi dạng 2 của mày xong rồi. Thôi, thôi, em xin anh ơi. Em xin. Mẹ mày. Đau thế, đau thế. Ôi ôi. Cực kỳ đau luôn anh em ạ. Con này nó không phải con người nữa rồi. Nó con này con điên rồi. Úi dồi ôi. Nó chọt mất 2.000 máu anh em ạ. Mày bị điên không? Bạn bè bao nhiêu năm mà mày lỡ đâu nào. À. Đau quá, đau quá.
Ui giời ơi, đau thế. Thế gọi mình phải xử xong con này mình mới nói tiếp được. Ok. Ok, xong. Ok, đó. Trong clip này thì mình đã nói cho anh em là liệu sẽ có stitching V2 hay không nhá. Stitching V2, anh em có thấy hợp lý không? Nếu như anh em sâu chuỗi tất cả các thứ lại sẽ thấy hợp lý. Từ khóa đó chính là uốn. Thì trong phim, chỉ tính trong phim đó nha. Bởi vì tựa game của Block B là làm theo trong phim On B. Đấy, cho nên là từ khóa uốn nó cũng sẽ theo trong phim. Và hiện tại trong phim thì anh hùng hạc của chúng ta là có thể uốn tức tơ. Rồi, tiếp theo là thức tỉnh. Trong phim cũng đã một có dạng thức tỉnh rồi. Thì liệu trong game sẽ có thức tỉnh không? Hay là V2 đấy? Nếu như đối với admin thì làm stitching V2 rất là dễ. Nó chỉ cần dựa theo dạng 2 của con Doflamingo là xong. Đấy, không có gì khó cả. Đó. Đó là tất cả những gì mình nghĩ về cái con Doflamingo này và cái stitching V2 trong update 12. Ok. À, giờ thì clip mình đến đây kết thúc rồi. Anh em hãy đấm nát nút like, đấm nát nút subscribe, đấm nát nút chuông để có thể nhận nhiều thông báo khác. Và giờ thì bye.